Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay xuống vườn anh Vương đi tham quan vườn của anh Vương, sẵn quay cho anh chị em mình xem một cái số tác phẩm mà anh Vương hiện tại đang tạo tác ở trên vườn ha anh em. Thì đây trước mắt anh em mình là một cái cây mai vàng ha. Đa số anh Vương thì ghép dẫu Phú Tân rất là nhiều nha anh em. Anh Vương thì fan Phú Tân ha. Phú Tân thứ nhất là nó dễ nuôi, dễ chăm sóc, và mình chơi bonsai á thì cái dòng Phú Tân mình chỉnh sửa dây nó nhiều, bẻ nó rất là gắt nhưng mà cái nhánh của nó vẫn phát triển, vẫn ngon lành. Thì đó cũng là một số cái điểm hay, điểm mạnh để nhà vườn người ta chọn chơi những cái tầm giống á anh em. Còn ví dụ như những cái giống nào, ví dụ như đặc biệt như đặc thù như dẫu Indo đi, cái cọng nó rất là giòn nhưng mà cái lá của nó rất là cứng, nách nó thưa thì nó bị một số cái nhược điểm nên nhà vườn ta không có chọn. Ta ưu tiên những cái dòng mạnh, mình chơi bonsai thì cái cành nhánh của mình nó sửa nó rất là gắt ha. Nên mình ưu tiên những cái dòng mà mạnh khỏe, sửa nhiều nhưng mà nó vẫn phát triển tốt thì nhà vườn người ta sẽ ưu tiên chọn Phú Tân ha anh em. Phú Tân nè, Đa Phúc đâu nè. Thì sau này còn những cái dòng giống mới thì anh em mình siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn, Như Ý, hoặc là những dòng giống mới đó thì anh em mình sưu tầm mình chơi thì thoải mái nha anh em, chứ không phải là em cũng không có quan tâm là cái giống nào nó mắc tiền, giống nào nấy đâu. Cái giống nào ở đây tại nhà vườn phải theo cái nhu cầu của anh em phái giống nào thì người ta làm, người ta bán cho anh em mình thôi, chứ nhà vườn mà ta chơi rất là ít, chủ yếu là anh em thôi. Chứ còn nhà vườn đây ta cũng không cạnh tranh gì mấy đâu, anh em phái giống nào cũng được hết, phái giống nào ghép giống đó người ta bán cho anh em mình mà. Cây này cũng cái thân cái co nó rất là quái ha. Đây cây này cũng ghép dẫu Phú Tân này anh em thấy không? Nè, vô cành nhánh dây người ta sửa rất là chằng nhưng mà đi tược rất là đẹp anh em thấy không? Đi tược dài mạnh khỏe. Anh em đừng có quan trọng, đừng có mà ganh đua giống này giống nọ, tại giống bây giờ nó đại trà. Mình chủ yếu mình là cái người mua bán, mình là nhà vườn thì mình cũng không cần nên cạnh tranh giống này giống kia giống nọ gì hết. Ai mua giống nào tôi có giống đó tôi ghép vô tôi bán hết à, chứ không cần cạnh tranh đâu nha mấy anh em. Phú Tân không ha anh em, có cái gốc này nó cũng rất là quái ha, hai cái thân nó quyện vô nhau cũng tạo nên một cái dáng quái của cây Phú Tân. Phú Tân thì đặc sắc nhất là cái màu hoa của nó rồi ha, màu hoa thì rất là nhiều anh em công nhận cái màu hoa của nó là đẳng cấp rồi, nuôi dễ. Nó bị một cái nhược điểm thôi, một cái nhược điểm của Phú Tân, nếu mà Phú Tân mà nó bỏ cái nhược điểm cái lá nhỏ của nó ra cái nữa thì không còn gì bằng ha. Phú Tân thì nó bị một cái nhược điểm là chỉ lá hơi nhỏ, nó trong quá trình mình nuôi nhìn cái lá của nó không có đẹp bằng mấy cái lá của mấy thằng mai khác thôi, thì còn hoa cành nhánh đi tược thì nó là xuất sắc nha anh em. Đây, mấy cây mai đổ của anh Dương cũng sưu tầm tại vì chơi cái sân trong cái kiển bonsai ra thì người ta ít khi nào mà tính những cái cây trực thẳng, những cái cây hàng công nghiệp lắm, đa số nó sẽ hơi nghiêng về nghệ thuật một tí. Thứ nhất là cành nhánh nè, rồi thân cốt cành đế, nói chung nó cũng phải là tương đối ok ha, người ta mới sưu tầm. Như cây này nè, bộ đế anh em coi, bộ đế coi nè, nó tròn dình luôn anh em thấy không, bộ đế phải xuất sắc, phải đẳng cấp ha. Tại vì đa số em dám bảo đảm với anh em mình luôn, những cái cây mai co gắt đế đẹp, đế 24 giờ gì đó là em không có gom hết nha, nhưng mà tầm khoảng ra thị trường đối với những cái cây đẹp xuất sắc đó tầm khoảng 70% 80% là nằm ở trong vườn chuyển xanh ra hết. Còn những cái ông mai vàng á, ông tầm gặt ghi mai vàng cũng làm biến sửa dữ lắm, không phải là chê nha, nhưng mà anh em thật sự nếu mà anh em chuyên mai vàng, anh em mình chưa chắc gì sửa từng cây từng chi tiết từng nhánh được đâu. Còn bên kiển xanh rất là mê nên sửa hoài nên hầu như là buông ra những cái cây nào mà cốt cành chuẩn, cốt cành đẹp, đi xương cá đẹp đâu là hầu như là hỏi cái nguồn gốc xuất xứ của nó ra là từ đâu trong sân kiển bonsai xanh kiển xanh ra không. Thật sự không phải là em khen nha, nhưng mà đa số những ông kiển xanh á, khi mà sắm cây mai ta nuôi rất là lâu, nuôi không có tốt bằng những cái nhà vườn chuyên đâu, không có chuyên mai vàng ta nuôi không tốt bằng, nhưng mà khi mà cây ta nổi lên rồi là 3-4 năm 5-7 năm cái cốt nhìn cốt chịu nổi. Đây là cây nguyệt nè anh em, cây nguyệt quế sửa cốt, cây này được cái nồi đế nhìn nó cổ lão lắm anh em, đang bút tượng nè. Mấy cây này cây thuần chậu nên mình rút cốt được nha anh em, giống như mình sạc một cái phôi thôi. Cây nguyệt á, cái giai đoạn đầu của nó rất là dễ chết, nhưng mà khi mà trồng sống rồi nó rất là khỏe mạnh, anh em mình rút cốt bình thường. Mai vàng anh em thấy không, sửa 1-2 chi, 1-2 cành nhánh nhưng mà nó chuẩn, nó thưa, nó không có thể là sẽ hoa cành nhánh sẽ không bao giờ nuôi bằng cái sân chuyên mai vàng nha anh em. Nhưng mà cành nhánh khi mà tái tạo cái bộ cành xong rồi thảy qua bên cho ông chuyên nuôi mai thì nó sẽ xanh tốt, nó sẽ cành nhánh nó sẽ xuất sắc, giống như hai bên phải phối hợp. Một bên á, chuyên mai vàng thì người ta nuôi cái bộ tàn đẹp, bông nhiều, nụ nhiều, lá đẹp. Còn sân kiển xanh là nuôi không đẹp được bộ lá, tại người ta làm biến xịt thuốc lắm thật sự. Giống như em cũng làm biến xịt thuốc nhưng mà phải đi cành nhánh
Đây, còn như đây dạng niên tùng nữa anh em, cây này bứng vô dạng niên tùng nguyệt quế, thì khi mà mình mới bứng phôi vô, mình khi mà mình cắt mình ghép gì đó thì phải chừa nhánh thở nha. Đặc biệt những dòng cây khó là phải mình phải chừa nhánh thở. Nhưng mà khi bứng lên được 2 năm 3 năm mình vô chậu hoặc là vô bồn 2 năm 3 năm gì đó rồi một cái ha, lúc đó anh em mình nhổ ra đập cái bầu đó nó cũng không chết nữa. Nó ngộ vậy đó. Dạng niên tùng vậy, cái dạng niên tùng anh em tầm thường chậu 2 năm đi, rồi anh em mình nhổ ra, anh em mình cắt rễ, anh em mình làm cái gì nó cũng khó chết. Nguyệt quế cũng vậy. Nguyệt quế khi mà những cái năm đầu tiên mình bứng vô phải kỹ, còn qua năm thứ hai vô chậu rồi nhổ chậu ra dục cắt tỉa cắt rễ nó vẫn sống bình thường. Nó chỉ cực ở cái năm đầu tiên thôi, phải kỹ cái năm đầu tiên. Đây mấy cây tùng mình bứng vô tùng với nguyệt ấy, đa số người ta sẽ không có vô chậu trước, người ta bứng người ta bỏ, nhiều khi bỏ ngoài vườn 6-7 tháng, 7-8 tháng cho nó lên tược thùm lum, có thậm chí là người ta ghép ở ngoài vườn luôn rồi nó lên tược dài 4-5 tấc rồi xong người ta mới vô chậu. À, anh em thấy không, bứng về bó bầu để vậy chứ nó không chết nha. Mà anh em mình cưng nó quá, anh em sắm sầu chậu xịn cho nó, anh em mình vô cái chậu rồi tưới nước ấp lẫm vô vậy chứ nó chết. Còn mà bứng về dục lễnh nghển dây đây mà nó không chết nha anh em. Đây, xuống quay mấy cái mai xuống sẵn coi cái cây mai vàng đổ này nè anh em. Cây này nhìn chịu không nổi ở ngoài, chịu không nổi ha, anh rước nó về luôn. Cây mai đổ, cây mai đổ chậu xanh chậu ống đó. Cây đó thì vài bữa nó mạnh khỏe em làm clip em ghép thì em sẽ quay lên cho anh em mình luôn, chia sẻ tổng quát là những cái khâu ghép cho anh chị em mình. Tùng này cắt lại anh em thấy em chừa nhánh thở, không bó bầu cũng được nha, nhưng mà phải chừa nhánh thở. Anh mình phải biết cái đặc điểm của mỗi cây, không cần vô chậu sớm. Cây đừng có gấp. Cái sai lầm lớn nhất của anh em chơi cây là anh em mình mua về cưng nó quá, vô chậu sớm lỡ ngủm. Cái đó là cái sai lầm lớn nhất của hầu như là tất cả các anh em mới chơi cây. Anh em mới chơi cây anh em đâu có nghĩ mua về dục ngoài đó đâu. Dục vậy nó chết rồi sao? Đó, sắm chậu xịn, làm bồn lớn, vô dồn phân tưới nước. Với cái thứ hai là sợ nó khô. Nó không có tược, nó không có lá mà cứ sợ nó khô. Đè tưới rồi ốp lẫm nước cuối rễ chết. Với cái thứ hai là vô chậu sớm quá nó sẽ bị ngợp cái cây, nó cũng sẽ dẫn đến chết. Cái đó là hai cái sai lầm nặng nhất cho anh em mới chơi. Về vô chậu bự quá, bồn bự quá, vô liền tưới nước nhiều, đó là những cái sai lầm đầu tiên. Rồi riêng về mai vàng, ghép sớm quá, ham ghép, ghép sớm quá chết. Đó, đó là những cái sai lầm. Nó ngược lại, nuôi cây nó ngược lại giống như cái khác. Cái khác người ta làm sớm đi cho nó nhanh, giống như mình dọn dẹp nhà đi, mình dọn sớm nó khỏe sớm đúng không? Còn anh em mình mua cây về vô liền đi cho nó bám rễ. 10-20 ngày đầu, 1 tháng đầu nó không có ra cọng rễ nào hết trơn. Vô sớm, ngợp, tưới nước nhiều, thúi rễ, ghép sớm, yếu nhựa, yếu cây, suy, chết. Cái đó là những cái sai lầm lớn nhất. Bứng về dục đại bỏ ngoài vườn tháng trời cũng được đó. Bứng về, bứng kỹ, đừng có bể bầu rồi quấn tẹt 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 mang keo rồi dục ra ngoài vườn. Rảnh xịt nước mát thân thôi. Đừng có tưới. Đừng có tưới gì hết, xịt cho mát thân, tại nó đâu có cái lá, nó đâu có cái tược nào đâu mà nó hút nước. Bỏ khô, xịt nước, gió nó làm khô đi cái đường thân cây của mình, cứ xịt nước cho nó dưỡng ẩm. Cây này nhìn chịu không nổi, phải rước nó về thôi. Biết bao lâu không có nhập đội mai vàng, hôm nay nhập. Dám cả 2 năm nay em không có mua cây mai vàng luôn á. Mấy cây trực này thì thấy thường, nên mê cây đổ quá. Em bị phái bonsai mà nói chung là có nét, có hướng mấy xu. Chứ còn mà như mấy cây trực này giờ mình đi đâu không có. Đồ già, cây này nói chung là anh Dương anh thả với bồn. Thả với bồn trồng cho nó già cây. Kiển bonsai là bắt buộc phải già cây. Còn non cây không giá. Mấy cái mai vàng không ghép phú tân ha. Đây cái mình cái bệ cái này. Cây này không phải là ghép phú tân, cây này lộn, em lộn ha. Cây này là ghép dẫu. Ghép rất là già. Nhìn nè, có phê không? Giống như mấy cây mai chiếu thủy mà mình tán nuôi tiệc pin ha. Cây mai vàng thì nó không bao giờ bằng được cây mai chiếu thủy về cái phần cốt rồi. Giống như cây này đi, nằm ở cây mai chiếu thủy nó rất là rẻ tiền. Nó nuôi tầm khoảng 2 năm, 3 năm là được cái bộ cốt đó rồi. Còn riêng về cây mai vàng thì cỡ này cũng phải 5 năm tuổi. Đây, một số cây trồng bồn này anh em thấy không? Trồng bồn này. Anh em thấy không? Cái lớp mặt nó không phải là nó bóng, người ta mần rồi người ta thảy đất cục lên để khi mà nó không có bị lèn cái lớp mặt đó anh em. Người ta tưới của nó sẽ thấm vô, nó sẽ tốt, nhanh hơn. Còn anh em mà mần cỏ, anh em mình chặt giết nó láng giống như cái đít chảo vậy rồi tưới làm sao mà nó thấm. Nhiều khi nó tưới nó sẽ bị khô cái cục nhân. Lá mai tàn mà, lá cành nó nhiều rồi, mình tưới nó không có vô được cái cục, đây cục nhân á, thì nó sẽ bị khô rễ trong cái cục nhân, nó sẽ bị suy cây. Nên khi mà anh em mình làm cỏ rồi, mình nên xới lên hoặc là mình chặt
tới cục mình thảy vô, tạo cho một cái lớp mặt của nó thấm nước, nó không có bị lèn ha, thì nó sẽ nhanh tốt hơn. Nè, cây này cây Phú Tân nè. Cây này Phú Tân mà anh em coi cái đường thương đường cái đường đường cành của nó nè. Nó sửa quắn rất là nhiều luôn anh em thấy không? Mai gặp mai kia mình sửa vậy chịu đâu nổi. Mà anh em thấy không? Phú Tân mình sửa cái đường thân nó quắn vậy đó, sửa rất là nặng tay luôn. Nhưng mà nó cái lá nó lên mức gược anh em thấy không? Anh em coi sẹo nó liền, nó mạnh cái cây nè. Còn về cái phần keo anh em phiên thiệt ha. Không cần xài cái keo gì hết, đừng có xài keo kích, đừng có xài cái gì thứ gì hết. Chứ nhiều khi mấy ông bán keo ông ghét em như lắm luôn. Nhưng mà nó không có hiệu quả. Phải chi có hiệu quả ha, em quay lên em giới thiệu phi cho ổng luôn, để cho anh em mình mua, ổng bán có tiền có lời luôn. Nhưng mà thật sự xài nó không có hiệu quả ha. Mình phải biết cách xài, nói chung là xài được nhưng mà mình phải biết cách xài. Ví dụ như cái phôi mai mới về không nên xài, xài keo Nhật, xài keo Mỹ Tiến gì đó, anh em mình cứ việc xài cho cái chừng nào mà cái cây của mình nó khỏe, nó mạnh, tự động nó kéo nhựa, cái nhựa đó mới là cái nhựa chất lượng. Còn anh em xài kích lên, kích nhựa lên, nó hút nhựa của cái thân cây, nó làm cho cái cây của mình nó mất nhựa, nó suy, nó yếu đi ha. Còn khi nào mà mình xài cái thay nào, ví dụ như mình trồng vô bồn được 2 năm rồi, cây của mình nó đã mạnh khỏe, bám rễ ra đất rồi, bây giờ cái thẹo nó to quá, tôi muốn cho nó nhanh kéo, thì lúc đó mới xài keo kích ha. Xài nhưng mà phải biết cái chỗ nào xài, chứ không phải là em nói đừng có xài, đừng mua luôn ha. Xài vẫn xài nhưng mà xài như thế nào mới là hiệu quả. Này, một số cây trồng bồn, cây tàn dù ha. Mấy cái tàn dù vậy chứ có duyên lắm anh em. Nhìn đơn giản một mình nó thì nó sẽ tơ tụi, nó không có duyên. Nhưng mà bán về sân vườn, biệt thự, người ta trồng lên rồi nhìn chịu không nổi, nó hốt hồn. Đây, mấy cây này sạch cây ha. Thấy không? Anh em nhìn cái vô cái cây mai trong cái sân kiển xanh, cành nhánh nó thưa thớt kia lắm. Nhưng mà cành nào đáng cành nào. Còn anh em vô sân chuyên mai vàng, cành nhánh tùm, nhìn quay không thấy cái đường thân cây luôn. Người ta chủ yếu là làm sao cành nhiều, tán nhiều, nụ nhiều là người ta bán. Còn bên sân bonsai nghệ thuật mai vàng anh em thấy không? Mặt tiền, mặt hậu, cành 1, cành 2, cành 3, xương âm, xương dương chuẩn. Đây, cây này là cây quyền ha. Cốt rất là sạch cây. Chứ đâu phải là anh em cứ hỏi là vô mai vàng có nuôi giống như hàng bonsai kiển xanh, chi mai nuôi giống như mai chi thị được không? Quan trọng là anh em mình có chịu nuôi hay không thôi. Nuôi thì bắt buộc nó phải lâu, giống như cây mai chiếu thủy mình nuôi nó vẫn lâu, mà anh em nhiều khi giống như cây mai vàng này đi, mình nó là cây mai chiếu thủy đi, giống như cây này mình cũng phải nuôi nó 5 năm. Cây mai vàng anh em mới nuôi có năm thứ hai cái anh em đòi lãi lá chơi hoa rồi, thì làm sao mà nó bằng được cây mai chiếu thủy được. Nuôi tất cả các cây hầu như nuôi nhau giống như nhau anh em thấy không? Riêng đánh giá riêng mai vàng thôi, còn hầu như xanh si gừa sợp giấy mỹ bông tan cần thăng nguyệt quế gì đó, những cái dòng còn lại người ta đều nuôi kiển xanh được hết. Cây mai vàng là cái thứ gì mà nuôi không được, đúng không? Nhưng mà thời gian phải lâu, anh em phải xác định cây mai vàng này mua về tôi thả cốt tôi nuôi 5 năm, thì nuôi 5 năm mới nuôi qua năm thứ hai cái thấy tàn nó kín kín rồi, thôi để lại lá chơi hoa luôn đi, thấy nó đẹp quá, nụ nhiều quá, thôi chơi luôn. Thì anh em mới nuôi có 2 năm, còn 3 năm của người ta anh em có nuôi đâu mà anh em đòi cốt nó phải bự, nó phải đẹp giống như người ta. Đây, mấy cái tàn dù này dày bỏ khơi khơi một mình nó thì anh em nhìn nó tơ tụi, nhưng mà vô đúng cảnh của nó rồi nó đẹp đó. Mặt tiền anh em vô dân kiển xanh quay rất là đã, tại vì khi mà cái cây của mình đưa vô cái mặt tiền cái là anh em thấy thoáng hết, thấy toàn bộ đường thân đường cốt cành của nó hết. Còn mai vàng thì mình không so được, mai vàng thì làm kinh tế cao, làm phải chụp giật, làm có bông có tàn có nụ là người ta đã bán rồi để lấy kinh tế. Nè cây khế nè, đang nuôi thả cốt anh em thấy không? Cây khế đẹp, nhưng nuôi cây này giờ cũng bự hoành lắm anh em ơi, cái nồi đế chắc khoảng 3 người ôm á, cái hoành nó cũng em độ độ tầm khoảng cũng mét ngoài á, không có chính xác nha, tại vì nó cái dách chữ A vậy nó rất là nhiều cái chỗ đo. Ngay cái cốt cái chỗ đó cũng cái cốt bự lắm, có một bắp đùi anh em, tại anh em thấy không, cái cây này em thu gần là em quay mới hết rồi, em tản ra xa cho anh em mình coi, tại vì cây này trồng trên cái mô rất là bự, trồng ngay cái hồ thủy tạ của ổng nè. Cây này rất là to ha, cốt đứng lên được nha anh em, cái cốt đó là đứng lên được á. Khế này, cái khế này dỗ tầm khoảng 5 năm nữa thấy vậy nó mới lên đỉnh nha. Còn bây giờ nói gì chơi á, thì dày là chơi dư sức rồi, nhưng mà mình muốn nó lên đỉnh đẳng cấp thì phải 5 năm mình thả cốt cho nó khủng nữa. Cái đồ đẳng cấp mà, chứ không phải nuôi cái kiển, bởi em nói nuôi chục năm anh em nói tội sao nuôi chục năm, mình nuôi xây dòng xây chuyền chứ đâu phải mình chấm vô cái cây đó mình nuôi tới 10 năm đâu, mình nuôi xây dòng
Cái mai này cái củ cũng rất là to nha nè. Cái bờ đế nó cũng khoảng 2 người gom á. Cái cây này, mấy cây ta trồng lâu dài vậy này ha. Nó trồng kéo nhánh sữa, anh em thấy không? Cặp dây đen quấn nhánh sữa thả cốt đó. Y gan như nuôi cây mai chiếu thủy thôi. Nuôi thả cốt rồi bắt đầu mình không có chơi Tết thì mình cũng vẫn là phải lãi lá, lãi bỏ nụ nó cho nó đi tược tiếp. Nhưng mình đừng cứ rút. Cái gan cây mai chiếu thủy, cây mai chiếu thủy mình nuôi, ví dụ như cái cốt nó nuôi 2 năm nó mới cân, mình nuôi mới có 1 năm thì mình vẫn phải gông lá bấm tỉa thôi chứ không có rút cốt. Nếu mà rút cốt thì cái cốt nó sẽ bị teo luôn, nó không có bự nha, nó lâu bự lắm. Nó nuôi người ta thả tùm lum nè, em thấy không? Nhưng mà ví dụ như cây này đi, người ta thả như vậy tàn nó bự như vậy nè, nhưng mà lúc mà cái cốt nó cân rồi người ta rút cốt lại, nó rút nó được tở về cái cây phôi có cốt cạnh, chứ người ta cũng không lấy cái phơm gọng như vậy đâu, chủ yếu là đang trồng để thả cốt đó anh em. Hồi thì tao ông làm chỗ nước trà này ha. Anh em miền Tây thì đa số là sẽ chú ý tới cái chỗ uống nước trà, cái chỗ ngồi uống cà phê ngắm cây trước. Trước khi làm cái sân là người ta đã làm cái chòi để ngồi để ngắm cây rồi, bắt đầu người ta sắm cây về từ từ. Mày bạn, ông mấy cây này cũng dưới bồn mới bứng lên nè. Mấy clip đợt trước em có quay mấy cây cây dưới bồn nó thả nè, thấy không? Mấy cây này luôn lúc trước là cái phôi trụi, cái phôi anh em là chỉ có cái thân chính thôi, nó không có được cái phần cốt cành như vậy đâu. Mình thả xuống bồn mình nuôi 3 năm, 4 năm mình dẫn cái cốt nó ra cái tàn tùm lum giống như cây nãy mới quay vậy đó. Rồi bắt đầu mình mới đưa có cái cốt xong rồi. Nè mấy cái cốt này là cái cốt sữa không anh em thấy không? Khi mà cái cốt nó bự, cái cốt nó cân rồi thì mình mới bứng đưa lên chậu mình nuôi chi tiết ha. Đó. Ta như mấy cái cây này là lúc trước nó không có mấy cái phần cốt cành đó là nó không có đâu. Nhiều khi anh em mình tưởng tượng nó không ra, có nó chỉ giống như cây tán đầu đinh vậy đó. Bắt đầu mình mới thả xuống bồn, mình mới dẫn mấy cái cốt mà lên nè, đó nó mới có được mấy cái cốt này nha anh em. Nha, mình cũng tầm thả 3 4 năm để mình dìu dắt cốt nó đi, định hình nó cho nó mới đẹp nha anh em. Chứ không phải muốn đẹp là đẹp liền đâu. Đây, có cây này cây bài nét ha. Anh em thấy có giọng cây nhìn vô cái thấy đã liền nè. Anh em thấy không, cũng thả tược tùm nè, người ta đâu có cần gấp ghép đâu anh em thấy không? Đó, vô chậu rồi bỏ chừng nào thật sự mạnh khỏe đi. Đừng có gấp, anh em gấp là tiêu hết anh em ơi, hư uổng lắm. À, những đa số những cái cây này em nói thiệt luôn, những cái ông mà có tiền tỷ mua cây, tôi có 1 tỷ tôi quất cây 1 tỷ về, mua cây 1 tỷ về không biết trồng không biết chăm sóc rồi nó chết làm hư tiêu cái cây. Mà cái cây 1 tỷ là cái cây một cái cây khủng khiếp, một cái cây có thể là đẳng cấp tính về Việt Nam luôn đi. Mốt anh em nuôi sống anh em sẽ đi ra nước ngoài hoặc là bán ra nước ngoài thì nổi tiếng Việt Nam nữa, còn này mua về không biết đường làm chết hết tơn. Việt Nam có nhiều cây bự vô mấy tay đại gia không biết chăm sóc nuôi chết tơn hết mấy cây bự đã đời. Cái hỏi quay qua sao bên Nhật Bản Trung Quốc đồ tội cây ta khủng khủng, cây ta hàng mấy trăm năm, còn Việt Nam mới lên khủng khủng bán về làm chết tiêu hết tơn, mất cây hết tơn. Kèm một kèm giấy Mỹ nè, đây chơi đa chủng loại cái giấy Mỹ này, cái nồi anh em 2 người ôm cũng đang thả cốt làm mịn tàn ha. Giấy Mỹ mai vàng thì đa số là chơi hoa thì người ta sẽ ưu tiên cái tàn cho nó mịn ha. Còn như những cái cây khác đẳng cấp hơn thì mình sẽ nuôi cốt. Mày mai này nuôi cốt lên đã quá nè. Cốt nói chung là cốt thì rất là nhiều loại cốt, cốt cành, cốt thẳng, cốt cong, nhưng mà cái hàng mà bonsai nghệ thuật mình nuôi cành nó rất là lâu được, những cái bộ cành như vậy là cả một vấn đề đó nè. Còn cái hàng mà trồng thẳng nói gì. Còn đây là cây bông, cái người bông này mấy anh em miền Bắc phê ha. Đa số miền Bắc thì cái xứ nó lạnh, mình phải kén cây hơn. Những cái dòng cây dễ sống, sức sống nó mạnh, nó chịu được nắng, nó chịu được lạnh thì người ta sẽ ưu tiên chơi nè. Cái dách cây này nè, cái này miền Bắc ở tầm đây chịu không nổi mà huống chi mấy anh em Bắc ha. Cây sọp này cũng lâu, cây sọp nó lâu lớn thẹo thùng đồ, anh em thấy cắt lùn thẹo nó múm nó cuốn vô hết trơn luôn, anh em thấy không? Nhìn xương cũng khiếp. Cây này nữa nuôi, nếu mà cây này chịu nuôi còn tầm khoảng 3 năm nữa, cây dày nhưng mà phải nuôi thêm 3 năm nữa cho thẹo nó múm lên rồi cành nhánh nó mịn hơn. Và cái đặc thù của nó là tạo cho cái cây nó già, nó lão quá đi, thêm 3 năm nữa nó sẽ lão quá, nó cằn cỗi, nó mốc, nó lên meo, nó trắng cả cái cây lên, nó tăng cái độ cổ thụ của nó lên. Chứ không phải nuôi cây mà nó non mơn mởn, nó tốt quá, nó mướt là cũng không phải đẳng cấp đâu anh em. Cái cây đã nói là bonsai là cổ thụ thu nhỏ nằm trên chậu là nó phải cổ thụ kỳ lão lắm anh em. Đây mấy cái đồi này ổng đất nguyên khu này cũng rộng, ổng làm nhiều cái chỗ chơi, làm đồi làm hố rồi làm hồ thủy tạ rồi cũng chơi nhiều. Đây cây nai này, cây này nằm trên đồi anh em thấy vậy chứ cũng rất là to nha, to được cái cành phóng ra này, cành phóng cái bộ xương với cành cành một này nè.
nó người ta cặp dây vô, người ta kéo từ cái xương ha. Nhiều khi anh em mình cứ nói, cây đó sao mắc, cây kia sao mắc, anh em cứ so cái cây mà không chỉnh sửa, cái cây mai tàn nguyên thủy sắt vô so với cái cây mà người ta đã tái tạo không sao so được. Bởi vì giá anh em mình, cái giá trị của cái cây nó sẽ tùy theo mỗi cây nó mỗi giá, mỗi cây nó mỗi giá ha. Tùy theo cái độ đẹp xấu, cốt cành, cốt nuôi, cốt sữa của nó nữa, mấy mình phải tính được chứ mình đâu có khơi khơi được. Đây, mấy cây nguyệt này nè, nguyệt tả thùm lum, cây nguyệt nuôi nó bắt đất được, nó xanh, nó mướt rồi nè, thân nó dặn hay ghê không, bồ đế. Mấy cây này lớn nha anh em, chứ không phải nhỏ nha. Thì quay không có người đối xứng nên nhiều khi anh em mình xem không có đỏ được, biết nó bự hay nó nhỏ cỡ nào. Mai vàng sập từng thân ghê rồi nè. Còn nhiều khi mình vô cái sân mai vàng gặt ghi quay cho anh em mình đâu có coi được. Đa số mà sân mai vàng sợ bị trống cái mặt tiền, còn sân kiển xanh thì người ta đưa cái mặt tiền ra. À không, cái ông cũng thêm một mớ mini này nè, chú hỉ mini đó. Cái hướng mặt tiền nó thoáng ghê không anh em, cái cây nhìn vô cái là nó y như cây kiển xanh không ha. Thằng bonsai mà nhìn vô cái là thoáng thấy toàn bộ cốt cành, em thấy không? Thân nó không có bị nhập, mình nhìn từ hướng mặt tiền vô là bảo đảm là cái mặt tiền của mình nó phải thoáng, không có cành nhánh nó che, cành trước không che cành sau á. Cái đó là em chia sẻ anh em rất nhiều rồi. Cành trên không che đè cành dưới, cành phía trước không đè cành phía sau, không che phức đi cành phía sau, thì nó sẽ lộ ra cái nét đẹp của cái cây, nó tạo nên cái chiều sâu của cái cây. Cây này người ta nè, ví dụ như cái cây này là em cho nó là cái trường hợp yếu đi, thì người ta trồng xuống đây ta thả tược, anh em thấy không, cho rễ nó bắt mạnh rồi ta mới ghép, ta cũng không cần gấp ghép. Nguyên khu sân rất là có cây nguyệt này lùng xỉn luôn anh em. Cây này cái eo nó cũng 8-90, cái nồi đế chắc khoảng cũng 1.5 đổ lên anh em. Nè nguyệt người ta cắt rất là gọn anh em thấy không, ta bâu đế xuống nè, ta cắt ta sát đế để người ta tạo đế mới cho nó đó, nó cuốn thẹo vô anh em thấy đã ghê không. Nó lấy gì chì chằn đồ gãi bộ đế cho nó đều. Cái này thì đang thả nuôi cốt cành nha. Cái này lùn dữ lắm, lùn nha nè, bộ cốt cành của nó nè. Lùn ghê không? Đang nuôi thả cốt, kéo cốt thả ha. Đang thả cái dàn xương. Cái này lùn, cái này nữa thành phẩm cao tầm khoảng 70-80 thôi, nhưng mà cái bể của nó rất là to. Những cái hàng này thì nói chung là hàng sưu tầm, thì người ta sẽ bỏ công bỏ sức ra người ta nuôi lâu dài, nuôi 5-7 năm, chục năm. Đó. Anh em thấy không, vô cái sân kiển những cái cây như vậy tính tiền tâm á anh em, chứ không phải là ít à, nhưng mà người ta đầu tư 5-7 năm đó. Người ta bỏ tiền tâm ra, người ta đầu tư 5-7 năm sau. Còn anh em bây giờ kia, anh em mình trồng cái cây nhỏ nhánh chiếc, anh em bỏ ra có 10.000 đồng, 20.000, 100.000 một cây, anh em trồng khoảng 3 năm là anh em đã thu hoạch rồi. Mà anh em nói trời ơi, trồng mới có 3 năm mà biết ai mua không. Rồi ý mà anh em mình bỏ ra số tiền có 500-700 ngàn một cây thôi, mà anh em còn không dám bỏ và đầu tư 3 năm anh em không dám trồng. Còn của người ta ở đây nè, người ta bỏ hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng, hàng nhiều tỷ để người ta đầu tư 5-7 năm, chục năm, 20 năm mà người ta còn dám đầu tư. Anh em cứ buông ra, anh em nữa trồng bán cho ai, trồng nữa ai mua, thì vốn nhiều quá có mấy trăm ngàn mấy triệu một cây à, mà anh em lại không dám trồng đó. Trong cái quá trình mà anh em mình đang lưỡng lự trồng bán cho ai á, thì người ta bán, người ta đã giàu, người ta đã tự động, người ta đã đi trồng, người ta đã bán, người ta đã giàu. Anh em thấy không? Hồi đó giờ em quay cho anh em mình những cái sân vườn, sân kiển, mai vàng, bonsai các loại. Anh em thấy không? Em quay có cái nhà nào mà nó tệ không? Em thật sự em hỏi anh em luôn. Toàn là nhà tường, nhà lầu, biệt thự. Đó. Thì người ta giàu từ đâu? Người ta giàu đa phần ở cái miền quê Bến Tre, Cái Mơn này, hầu như nhà tường biệt thự đồ là nó hết tầm khoảng 70% là phất lên nhờ cái nghề kiện. Còn 30% còn lại là người ta ở chợ, người ta giàu trước, người ta giàu xưa. Còn 70% nha, đều là làm kiện, người ta cắt được nhà tường, nhà lầu, xe hơi, người ta mua được hết. Thậm chí ngay cả em thôi, em tính ngay bản thân em thôi nha. Em đó giờ nếu mà đi làm công ty em làm được cái gì, làm được nhiêu tiền, nhảy qua nghề kiển này cũng tương đối sống ổn định, vừa đi chơi vừa giao lưu, mình gặp dân tri thức, dân ngon lành, dân có tiền, dân giàu, vừa gặp được cái đó là khỏe rồi nè, trong cái mặt tiếp xúc rồi ngày bình thường, vừa làm vừa chơi vừa ngắm vừa có sức khỏe nữa. Chỉ cần cái là xịt thuốc thôi, mai vàng thì nghiêng gì xịt thuốc, nó hơi nhiều, nó hơi mệt thôi, hơi ngán cái khâu đó thôi.
Chứ còn mà anh em mình làm kiển xanh xịt thuốc rất là ít ha, vừa ngắm cây vừa chơi vừa tịnh tâm rồi nữa anh em. Trồng của nhà rồi không xích mích, không có đi gây gỗ kiếm chuyện với ai gì hết. Trồng ở nhà khỏe, ai làm gì làm, mình cứ nuôi cây nhà mình. Cây nhà mình tự đăng lên mình tự bán lấy tiền lụm. Cái mai tàn dù cây cây này đợt trước sửa cốt nè, đợt trước có quay á anh em. Hôm nay cắt đôn cũng qua Tết nè, mấy cây này người ta vẫn đang nuôi thả cốt nhưng mà qua Tết thì người ta vẫn cắt đôn anh em thấy không? Cắt đôn hôm nay lên lá tùm hết, lúc gài là đi quay là cái dàn lá nó đẹp lắm. Đầu năm mát mẻ, tưới tắm cắt đôn đi tược mới đồ nó xanh đen. Anh em cỏ mà nó xanh rồi nè anh em. Cỏ nó phải xanh, cái cây của anh em nó mới tốt. Tại vì cây cây cỏ là cái cây ngắn ngày, mà cái cây ngắn ngày mà cây cọng cỏ của anh em nó không tốt thì làm sao mà cái cây của anh em nó tốt được. Nên thật sự nhìn tới cái chậu của anh em thôi, cái cọng cỏ nó lên là em biết cái cây nó tốt hay không rồi. Cỏ tốt cái cây nó mới tốt được, tại cái cọng cỏ nó hút nước rất là nhiều mà nó không có phân để nó hút, nó không có xanh nổi, nó không có tốt cái cọng cỏ nổi thì làm sao mà cái cây anh em tốt nổi. Còn mà đừng có nói vậy để cỏ trong đó trồng nha, cái cỏ nó sẽ hút dinh dưỡng gấp 10 lần cái cây, tại cái cọng cỏ nó hút nước dữ lắm. Anh em mà trong cái chậu anh em mà có cỏ hoặc là cái bồn anh em có cỏ, nó hút nước, nó hút chất dinh dưỡng là cái cây của anh em nó si luôn. Nên anh em mình phải cố gắng nhổ cỏ, mần cỏ. Nếu mà mần không hết thì mần ngay chỗ cái phỉnh, ví dụ mình trồng bồn, mình phải mần ngay cái cây để mình tưới phân vô cái dinh dưỡng để mình nhường cho cái cây nó hút, để tưới xuống cái sạc đó, cái cỏ nó hút lên ngày một là khô queo luôn, mất hết dinh dưỡng của cái cây nha anh em. Đây, bên đây còn cây tùng điện hồi hôm qua đi vòng qua đó quay cho anh em coi. Mai ta tầm ta thả cốt này, dùng giống cái ngó nằm dưới đất lên, thấy không? Cái nhánh có một nhánh nhỏ bên tay phải nằm dưới đất lên. Cái nhánh này hồi đó nó đâu có thì trong quá trình mình trồng bồn bắt đầu mình nuôi cái nhánh đó lên đó, cốt cành mình kéo nó lên đó, mình dựng nó lên từ một cái phôi không có cốt cành, không có cành nhánh gì hết, mình nuôi mình thả cốt mình dựng từ từ lên thì nó sẽ được cái bộ cành, bộ đế, bộ nhánh ha anh em. Qua quay cái tùng, tùng này thấy vậy chứ bò bự nha. Cây tùng này ngay chỗ cái vách chữ A, ngay cái cổ rễ nó là nó 1m2, 1m3 hoành đó đẹp nè. Mấy cây này cũng đang dựng nuôi thả cốt nè. Cái cốt này cũng thả khoảng 2 năm nữa coi mới đã. Nói chung là bây giờ chơi, ví dụ như cái cốt này 2 năm nay ngay thời điểm này, ví dụ như em tính hơn 100 triệu đi, nhưng mà anh em nuôi 2 năm nữa cái cốt nó cân lên thì nó lên 300 triệu, 400 triệu, 500 triệu nha. Tùy theo cái độ đẹp xấu nó, cốt nó cân là nó phải lên tiền thôi. Cái đường kính nè, cái đường kính 4 tấc nha. Đường kính 4 tấc, đường kính mình nhân 3 lên thì nó ra khoảng 1m2, 1m3 hoành ha nè. Còn đo xích xuống cổ rễ ra 1m4 nha. Đo xuống cái chân đất á. Thả cốt. Anh em thấy không? Người ta bỏ tiền tỷ ra, người ta đầu tư 10 năm mà người ta còn dám làm, em thật sự em viên anh em luôn á. Anh em trồng đi anh em đừng có sợ, anh em cứ lo làm đẹp đi, tự người ta năn nỉ anh em người ta mua à. Em không phải suối anh em mua, anh em trồng hay không nó không có ảnh hưởng đến kinh tế của em. Nhưng mà em thấy cái đường này, ví dụ như anh em đất rộng, đất vườn nhà anh em có là anh em cứ dắt ra trồng đại đi, mình xài không được để cho con mình xài. Mảng nghề kiển này giờ thấy nó đa số nó phát triển quá, phát triển mà làm sao nó chết được anh em. Nè, nuôi thẹo nó liền, nó rút ngon thấy ghê. Nè, cây nguyệt khủng khiếp. Cây nguyệt này có thể là bự nhất vườn. Ta bỏ hàng chục tỷ ra, ta đầu tư 10 năm, ta còn dám anh em bỏ 5-10 triệu, 20-30 triệu ra đầu tư 2-3 năm là anh em đã có bán rồi. Mà anh em còn không dám đầu tư thì nó thua. Gặp mấy anh em đó thì nó vậy, đưa vàng cho cũng không trồng nữa. Còn anh em nào mà đam mê cây cảnh thì anh em mình thấy nó phát huy rất là hay. Nguyệt bồ đế khủng khiếp anh em. Cây này hồi đó lấy cũng mặn tiền lắm anh em. Cây này hụt lúc trồng, lúc mới đem về hầu như hình như em có quay. Lúc trồng rồi lên tược em có quay. Tới thời điểm hôm nay lên xanh xê, xung xuê hết rồi. Có cây này bệnh ra là ăn rồi nhưng mà đang thả cốt thì nó to. Càng thả cốt thì nó càng lên tiền. Tại sao có những cái cây rất là đẹp nhưng mà anh em hỏi chủ vườn ta không bán? Thì người ta thấy cái tiềm năng của nó còn. Nuôi nó lên cốt nó sẽ lên tiền nên người ta không có vội bán sớm. Người ta chừa đó, người ta giống như lễ làm của thôi, nó không có mất giá trị đâu. Cây cối càng ngày càng hiếm anh em. Những cái cây hàng công nghiệp thì nói chung nó càng ngày càng nhiều, còn những cái hàng mà hàng xưa, hàng cốt cành, hàng đẳng cấp rồi càng ngày nó càng hiếm. Tại vì mình bán ra nước ngoài nó mất cây, bán vô đại gia rồi người ta không có mua bán nên nó sẽ bị mất cây, cái phần cây đẹp. Còn cây công nghiệp thì trồng nói gì,
cây công nghiệp xạ hạt đó thì nó hàng nhỏ nhỏ thì nó đâu có giá trị nhiều, còn những cái hàng anh em nuôi 5, 7 năm, 10 năm mới được cây, một cây cái bán ra nước ngoài cái tiêu, hoặc là bán ra vô đại gia cái ông bỏ trong vườn, ông đâu có bán nữa đâu, cái đâu có cây xây vòng đâu, cái nó mất cái nguồn cây đẹp. Mấy cây nguyệt này cũng mới rút nè, cây này trồng xuống bồn, anh em thấy không, trồng rất là lâu, cỏ nó lên, lên tược, lên tàn xum xuê rồi người ta mới cắt cút cốt nè, anh em thấy không, người ta làm rất là chậm rãi, giống như cây dạng liên tùng cũng vậy, nãy em có nói từ đầu clip, tòng sống mạnh khỏe đi, rồi hả cắt hả ghép hả áp hả làm gì đó hả làm. Cái cây nguyệt tòng khá lâu, lâu cây nguyệt là phải kỹ, cây nguyệt với cây tùng là phải kỹ, tại vì cây nguyệt với cây tùng nó lên cỡ hai cây tược, anh em làm bậy nó vẫn chết bình thường. Nó lên cây được đầu tiên là nó hút nhựa, cây thứ hai nó cái cây thứ hai nó lên gán cái nhựa cây, nó lên bằng cái sức sống bằng cái nhựa cây á. Rồi quay dạo cho anh em mình vòng ha, để anh em mình xem tham quan vườn của anh Vương. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem ủng hộ trong thời gian qua rất là nhiều ha, cô chú anh chị em mình đăng ký ủng hộ kênh em nha.